Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng quyền mình cùng nhau đi so sánh iOS 14.3 và iOS 14.2 để mình biết xem dung lượng pin của nó như thế nào và chúng ta có nên nâng cấp lên iOS 14.3 hay là không. Và xin mời các bạn hãy cùng quyền mình cùng nhau đi phân tích nha. Trên tay quyền hiện tại đây là chiếc iPhone 12 Pro Max. iPhone này đang chạy hệ điều hành iOS 14.3. Quyền sử dụng tầm khoảng được một tuần nay thì Quyền thấy cái phiên bản iOS này pin nó cũng khá là cầm so với phiên bản trước, và dung lượng pin Quyền đã test là Quyền chơi PUBG tầm khoảng được đâu đó 8 trận thì cũng khá là ok đó các bạn. 8 trận PUBG thì mình bán cũng được đâu đó một trận tầm cũng khoảng hơn 20 phút thì mình chơi được 8 trận cũng khá là ok đúng không nào. Nếu mà sử dụng ứng dụng cơ bản không chơi game thì đâu đó tầm khoảng được 1 ngày đến 1 ngày rưỡi cho đối với các bạn sử dụng thông thường như Quyền. Với thiết bị này thì các bạn sạc đầy thì các bạn sạc cũng khá là nhanh. Quyền sạc thì tầm khoảng 1 tiếng mấy là nó đầy, tiếng 15-20 phút gì đó, tùy vào cái thời gian mà dung lượng pin còn lại. Còn nếu mà 0% tắt nguồn hẳn luôn thì mình sạc đâu đó tầm khoảng 1 tiếng 25 phút là nó sẽ đầy, nó cũng khá là nhanh. Tốc độ sạc nhanh của dòng iPhone này thì nó sẽ sạc nhanh được từ 0 đến 80% pin, nó sẽ ở chế độ sạc nhanh. Còn từ 80% cho đến 100% pin thì nó sẽ sạc ở chế độ thông thường. Đó là cái quá trình mà sạc pin mà cảm nhận của Quyền trải nghiệm trên thiết bị Quyền sử dụng tầm khoảng được một tuần nay trên iOS 14.3 và chia sẻ đến các bạn. Và xin mời các bạn hãy cùng Quyền đi vào chi tiết so sánh của một YouTuber khá là nổi tiếng để về so sánh một số thiết bị iPhone về test dung lượng pin. Xin mời các bạn hãy cùng Quyền cùng nhau theo dõi nha. So sánh thời lượng pin trên iOS 14.2 với iOS 14.3, người dùng iPhone có nên nâng cấp? Ngoài mang đến những tính năng mới mẻ, liệu iOS 14.3 có khắc phục được lỗi nguồn pin trên iOS 14.2? Vào hôm qua, ngày 15 tháng 12, Apple đã chính thức tung ra bản cập nhật iOS 14.3 và iPadOS 14.3 cho các thiết bị iPhone, iPod Touch và iPad tương thích. Bản cập nhật iOS 14.3 bổ sung nhiều tính năng quan trọng như hỗ trợ Fitness, tai nghe AirPods Max, nhãn bảo mật cho ứng dụng trên App Store hay chụp ảnh PROAV trên iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Ngoài bổ sung các tính năng mới, bản cập nhật cũng sửa các lỗi phiền toái trong thời gian qua. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là liệu iOS 14.3 đã khắc phục được lỗi nguồn pin trên các phiên bản iOS 14, iOS 14.0.1 và iOS 14.2. Đến hẹn lại lên, YouTuber iPlayBeast đã thực hiện một bài kiểm tra chuyên sâu về mức độ hao pin trên một loạt iPhone sau khi lên đời iOS 14.3. Những chiếc iPhone được thử nghiệm bao gồm iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 và iPhone SE 2020. So sánh thời lượng pin trên iOS 14.3 với iOS 14.2. Trong bài kiểm tra mức tiêu hao pin bằng phần mềm Geekbench của iPlayBeast cho thấy, iPhone 11 có thời lượng 5 giờ 7 phút, giảm 9 phút so với khi chạy iOS 14.2. Trong khi đó, iPhone SE 2020 và iPhone XR cũng có thời lượng pin sụt giảm khoảng 7 đến 8 phút trên iOS 14.3 khi so với iOS 14.2. Các iPhone cũ hơn như iPhone 7, iPhone SE và iPhone 8 cũng cho kết quả tương tự, không có thiết bị nào có thời lượng pin tăng lên sau khi nâng cấp iOS mới. Từ bài kiểm tra mức tiêu hao pin trên iOS 14.3, dường như bản cập nhật lần này không có sự tinh chỉnh nào để giúp tăng thời lượng pin cho iPhone. Tuy nhiên, các bản cập nhật iOS thường sẽ khiến iPhone của bạn hết pin nhanh hơn trong vài ngày đầu sau khi cập nhật. Do đó, bạn nên chờ tối thiểu 2 ngày để nghe đánh giá từ nhiều người khác trước khi quyết định có